kia trước khi đi. Ngồi ngoài này nè. Là biến cho vô trong. Bây giờ người ta cho mình vô trong ở dưới cái lớp của nó để rước nó đó. Mà không thích ngồi ở đây đi, hồi nó chạy ra thôi. Lớn hồi lớp 4 rồi. Nóng một phần học kêu từ mai mưa mà có mưa không nữa, học chết luôn.